Nghe. Bây giờ vẽ ra nè. Tập trung. Vẽ tam giác vuông cân ra. Đây lên là UI. Đây qua là UX. Vậy đây là C. Đây là B. Đây là A. BC là căn 2 căn 2. Vậy giờ suy ra được nhanh nha. Cạnh quyền của tam giác vuông cân là 2 căn 2 thì từng cạnh của nó phải là 2. Mình chéo hình vuông. Như vậy cái đoạn AO này nè. Nhìn nha. Nó chính là 2 căn 2 đem chia 2 thì ra căn 2. Đường trung tuyến tam giác vuông bằng cạnh quyền chia 2. Rồi giờ đọc nha. C tọa độ là 2 căn 2 không không. Ủa khùng. Căn 2. Tại vì cái đoạn OC là căn 2. B thì nó bị nghịch ngược qua chiều âm rồi. A thì là tung. Không căn 2 không. Rồi bây giờ hết rồi đó. Tới S. S chỉ xuống là gì? A. Không căn 2 chiều cao là 3. H chế xuống là O. 003. Hết bài. Đúng rồi. Mấy bài này là cho đọc tọa độ mà. Đúng rồi, phải lớp 16 đi. Trời ơi, chưa làm gì chứ. Lớp 15 dễ mà. Thật sự lớp 16 mới là vấn đề. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là lớp 14. No.